top 4 pha giật mình khi chơi tựa game Dredge. Top 4 cá lồng đèn. Gì đấy? Hay ra cái tàu kia xem thử nó là cái gì nhỉ? Cái gì đấy? Ui, nó là một con cá. Ui. Nào, bơi vào đây. À! Ui. 3. Cua mượn hồn. Surprise, motherfucker. Ui. 2. Bạch tuộc khổng lồ. Ui. 1. Mãng xà một mắt. Gì đấy? Ui. Có cái con lươn hay con gì ấy. Bây giờ đấy. Hãy like và follow và cho mình biết các bạn nghĩ gì về tựa game này nhé.